Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Ukraine phát hiện vụ tham nhũng 40 triệu đô trong thỏa thuận mua vũ khí. Theo hãng tin Reuters, thông tin được SPU công bố hôm 27 tháng 1 và đã được Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận. Vụ gian lận quy mô lớn này được cho sẽ gây rúng động ở Ukraine, quốc gia đang bước sang năm thứ hai xung đột với Nga. Cuộc chiến chống tham nhũng tràn lan vẫn đang là vấn đề lớn, giữa lúc Ukraine nỗ lực giành được tư cách thành viên trong Liên minh châu EU. SPU cho biết, cuộc điều tra đã vạch trần những quan chức trong Bộ Quốc phòng Ukraine và các nhà quản lý tại đơn vị cung cấp vũ khí Lviv Arsenal đánh cắp gần 1,5 tỷ hryvnia khi mua đạn pháo. Theo điều tra, các quan chức cấp cao trước đây và hiện tại ở Bộ Quốc phòng cùng người đứng đầu các công ty trực thuộc đều có liên quan đến vụ tham ô. Báo cáo của SPU cho hay, vụ tham ô liên quan đến việc mua 100.000 quả đạn súng cối cho quân đội Ukraine. SPU nhấn mạnh một hội đồng cung cấp đạn pháo đã được ký kết với Lviv Arsenal vào tháng 8 2022, tức 6 tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Trong đó, khoản thanh toán đã được trả trước và một số tiền được chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên, không có vũ khí nào được cung cấp, trong khi một phần tiền lại được chuyển sang các tài khoản khác ở nước ngoài. Cũng theo SPU, trong giai đoạn đầu trong thủ tục pháp lý, 5 cá nhân trong Bộ Quốc phòng Ukraine và đơn vị cung cấp vũ khí đã nhận được thông báo nghi ngờ. Ngoài ra, một nghi phạm đã bị bắt giữ khi cố tình vượt biên. Tham nhũng trong quân đội hiện là vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở Ukraine. Điển hình hồi tháng 9 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Rennikov từng bị cách chức vì cáo buộc liên quan tới nhiều vụ tham nhũng khác nhau.